Ok, nó đang bắt đầu trả lời mình này nha các bạn ha. Nó phân tích rất là đầy đủ chi tiết ha. Nó sẽ giúp các bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian và công sức. Hello, xin chào tất cả các bạn. Mình là Phan Nông Giang đây. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của Phan Nông Giang nha. Và các bạn có biết rằng là Bing AI, Bing Chat đã bắt đầu tích hợp chat với Bing AI bằng hình ảnh cho các bạn và nó hoàn toàn miễn phí ha. Thì trong video ngày hôm nay mình sẽ làm demo nhanh cho các bạn ha và rất là đơn giản thôi. Thì trước đó mình cũng có vừa làm một cái video để mà sử dụng AI để mô tả hình ảnh sản phẩm và nó viết bài quảng cáo cho chúng ta. Và trước đó mình cũng có làm một cái video khác về GPT-4 đây. Chúng ta gửi một cái hình ảnh lên và cái công cụ GPT-4 này nó sẽ đọc, quét và nó phân tích, nó sẽ trả lời cho chúng ta bất kỳ thứ gì mà chúng ta hỏi. Đó thì các bạn có thể xem lại những cái video ở trên kênh Phan Nông Giang của mình nha. Và còn trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cũng như là mình demo cho các bạn cái tính năng chat với Bing AI bằng hình ảnh nha các bạn. Có nghĩa là bạn có thể đưa một cái hình ảnh lên và các bạn có thể nói chuyện, bạn chat với Bing AI về mình trao đổi nhiều hơn về cái hình ảnh với Bing AI ha. Mình thấy cái Bing AI làm cái vấn đề làm cái việc này rất là tốt ha. Ok thì mình sẽ demo ngay nha. Ok, giả sử bây giờ mình sẽ tìm kiếm cụm từ là hot girl. Ví dụ như thế ha. Rồi mình vào hình ảnh này, mình kiếm một cái hình ảnh xinh xinh đẹp đẹp. Ok, mình sẽ chọn cái hình này nha. Mình thấy cái hình này cái bạn này cũng khá là xinh. Mà bấm vào cái hình này. Ok, mình lấy nhanh cái hình này nha. Mình sẽ bấm vào sao chép địa chỉ hình ảnh này. Tức là các bạn hoàn toàn có thể tải về và các bạn up lên ha. Hoặc là các bạn có thể lấy cái đường link để mà các bạn yêu cầu ChatGPT luôn. Đây, BinAI nha các bạn ha. Bạn qua đây bạn dán vào phần này ha. Thì nó còn nó có ba cái lựa chọn cho mình ha. Là các bạn có thể chụp một bức hình này hoặc là bạn có thể là tải từ cái máy tính của bạn lên hoặc là bạn dán cái đường link của cái hình ảnh ấy luôn ha. Thì ở đây mình sẽ dán đường link này. Thì nó sẽ hiện ngay cái hình ảnh này cho chúng ta ha và các bạn hãy bắt đầu hỏi ha. Thì các bạn để ý ở đây nó sẽ có là choose a conversation style, có nghĩa là bạn sẽ chọn một cái phong cách để nó trả lời ha. Thì cái creative có nghĩa là nó sẽ trả lời một cách là sáng tạo hơn, một cách là nó mới mẻ, độc lạ hơn. Còn bên phải này có nghĩa là nó sẽ trả lời chính xác, nói chung là kiểu như là rõ ràng mạch lạc hơn cho chúng ta ha. Còn ở giữa cái balance này là trung hòa giữa hai này ha. Thì ở đây mình muốn nó trả lời chính xác hơn thì các bạn hãy bấm vào là precise ha. Rồi, bây giờ bạn hãy hỏi này, hãy mô tả chi tiết hình ảnh sau. Rồi, enter. Rồi trong khi mà mình đợi cái Bing AI nó trả lời ha thì mình qua đây cho bạn nào là chưa có tài khoản Bing AI thì mình có làm một cái video để hướng dẫn các bạn cách tạo tài khoản Bing AI hoàn toàn miễn phí ở đây nha và rất là đơn giản luôn. Các bạn xem qua nha. Các bạn có thể xem qua trên kênh Thanh Long Sang của mình nha. Ok. Mình qua đây bây giờ nó sẽ đó, các bạn thấy nó đang trả lời cho mình đây. Ở dưới đây nó sẽ mô tả như thế này. Đây là một bức hình một người có khuôn mặt bị làm mờ. Chắc là tẩy cái mặt ra các bạn ha, xìu mát nhiều quá mình đoán vậy. Và người đang mặc là cái áo cô xếp trắng, có dây chuyền choker. Mình sẽ qua đây mình nhìn cho nó rõ này, rất là chi tiết nha bạn. Áo cô xếp trắng này, dây chuyền choker, biết là dây chuyền gì luôn. Wow. Và người trong ảnh có mái tóc dài màu đen chuẩn như các bạn. Có một cái đàn guitar trong nền tựa cánh cửa đây, quá hay luôn. Có một cái đàn ở đây và nền căn phòng là có tường trắng và cánh cửa bằng gỗ, chuẩn luôn các bạn ha. Đó thì các bạn có thể thấy đây là cái mô tả hình ảnh rất là hay của Bing AI ha. Bây giờ ok mình sẽ thử cho Bing AI này phân tích cái biểu đồ để xem rằng là nó có thể xem mà nó đọc được cái biểu đồ của mình hay không nha. Mình sẽ gọi là biểu đồ GDP Việt Nam đi, GDP Việt Nam và các năm đây. Ok, một tìm. Ok mình sẽ lấy cái hình đầu tiên luôn nha. Bây giờ mình sẽ copy sao chép địa chỉ hình ảnh này hoặc là các bạn bấm mở trong tab mới rồi các bạn bấm copy cái đường link này cũng được ha, rất là đơn giản thôi. Đấy, mình làm như thế này cho nhanh, sao chép địa chỉ hình ảnh này. Rồi bạn qua đây các bạn, nhớ là bấm new topic nha các bạn ha. Rồi như cũ ha, các bạn để preset cho mình. Đấy, nếu các bạn muốn đọc hình ảnh phân tích hình ảnh thì các bạn nên để preset để cho nó trả lời chuẩn hơn, chính xác hơn nha. Ok mình sẽ làm như cũ, mình dán cái đường link nào vào đây. Bây giờ mình sẽ hỏi là hãy cho tôi biết. Rồi ok mình sẽ hỏi nó là hãy cho mình biết cái tốc độ tăng trưởng theo cái biểu đồ này là nhanh hay chậm hay là đang ổn định ha. Có nghĩa là mình đang muốn hỏi rằng là cái tốc độ tăng trưởng Việt Nam mình qua các năm như thế này là đang nhanh, đang chậm hay là đang ổn định hay là không ổn định kiểu vậy ha. Ok bây giờ mình sẽ bấm bắt đầu này. Ok nó đang bắt đầu trả lời mình này nha các bạn ha. Đó thì các bạn có thể đọc từ từ luôn ha. Đấy nó ghi là nó biết là đây là tăng trưởng GDP từ của Việt Nam từ giai đoạn 2011 đến 2022 ha. Và tăng trưởng cao nhất là 2018 là 7% một năm, là 7% và thấp nhất là 2021 là cái dịch Covid này nha các bạn, là chỉ còn cả 2.91% thôi. Và tốc độ tăng trưởng từ 2018 11 đến 18 tốc độ tăng trưởng Việt Nam có xu hướng tăng dần.
sau đó giảm dần 2019 đến 2021 và tăng trưởng trở lại 2022. Nhìn chung tốc độ tăng trưởng Việt Nam trong các giai đoạn có thể xem là ổn định. Đó, các bạn thấy không? Nó phân tích rất là đầy đủ chi tiết ha. Nếu các bạn muốn nó phân tích rõ ràng hơn hoặc là nó so sánh với các quốc gia khác chẳng hạn thì các bạn hoàn toàn có thể yêu cầu nó làm thêm ở đây ha. Rất là tuyệt vời và mình rất thích cái phần này của bên AI. Mình tin là cái này nó sẽ ứng dụng rất nhiều trong cái cuộc sống và cũng như là trong công việc cho các bạn ha. Nó sẽ giúp các bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian và công sức và đặc biệt nó lại là hoàn toàn miễn phí nha các bạn. Đăng ký tài khoản và sử dụng hoàn toàn miễn phí. Ok, nếu các bạn thấy thích cái video này thì hãy cho mình một lượt like và một lượt đăng ký và đừng quên là bấm chuông thông báo để khi mà mình ra những cái video mới thì các bạn sẽ là những người biết đến cái video đó đầu tiên ha. Ok, cảm ơn các bạn.